Thành Lý xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, tháng 3 là tháng thanh niên và cũng là tháng mà có nhiều hoạt động vì môi trường. Còn có cả ngày quốc tế về rừng nữa đấy. Chính vì vậy mà trong chương trình thiếu nhi Nghệ An ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với chủ đề vì cuộc sống đẹp tươi. Và bây giờ, để khởi đầu chương trình, chúng ta hãy cùng đến với phóng sự về cuộc thi UPU lần thứ 51 nhé. Viết thư UPU lần thứ 51 là cuộc thi dành cho học sinh cả nước, được phối hợp tổ chức bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Cuộc thi được tổ chức hàng năm, mỗi năm sẽ có một chủ đề khác nhau được đưa ra từ các vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Đây cũng là các chương trình động của Liên Hợp Quốc. Mặc dù thời gian qua là thời điểm dịch bệnh khó khăn trong việc dạy và học của các thầy cô giáo cũng như các bạn học sinh, thế nhưng từ khi phát động, cuộc thi đã thu hút đông đảo các bạn học sinh trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai. Các bạn tham gia tích cực, sôi nổi với các bài thi thể hiện sự hiểu biết, sáng tạo. Vì nhận thấy đây là một cuộc thi vô cùng có ý nghĩa, bởi thế cho nên chúng tôi rất là quan tâm đến cuộc thi này. Chúng tôi ở nhà trường đã đưa cuộc thi vào trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Năm nay trường cũng nhận được cái sự tham gia rất là tích cực và đông đảo của các em với hơn 1.000 bài thi và có rất là nhiều bài có chất lượng. Em đã viết bức thư này cho Bill Gates, một nhà tỷ phú tài ba của nổi tiếng thế giới. Em đã viết thư cho nhạc sĩ Teddy Park, một người sáng tác rất là nổi tiếng. Em đã viết bức thư UPU của mình cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Môi trường là giúp cho có ảnh hưởng, một phần ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, đời sống của chúng ta. Nếu không bảo vệ thì rất có thể hành tinh xanh của chúng ta thành một hành tinh chết ạ. Cuộc thi năm nay với chủ đề Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ hành động trước khủng hoảng khí hậu. Chủ đề của cuộc thi lần thứ 51 mang tính thời đại của toàn thế giới. Thông qua cuộc thi, mỗi em học sinh có thể trở thành sứ giả để kể với bạn bè quốc tế về hành động trước khủng hoảng khí hậu ở Việt Nam. Đồng thời là dịp để người lớn thấu hiểu hơn về suy nghĩ, góc nhìn cuộc sống, tình cảm và mong muốn của các em. Chúng ta có thể đặt ra những giải thưởng như là giải thưởng cho những người đánh giá bảo vệ môi trường tốt nhất để được tổ chức vào hàng tháng, trao tặng những món quà thật ý nghĩa cho mọi người. Ví dụ như mình xả rác thì mình có thể phạt bằng tiền. Cuộc thi cũng là dịp để các em trau dồi tư duy và khả năng viết văn và hiểu biết thêm về vai trò của bưu chính trong đời sống xã hội. Nhà trường đã lựa chọn và gửi các bài dự thi xuất sắc nhất đến ban tổ chức cuộc thi. Tác phẩm của các bạn là những bức thư với câu chuyện bằng cảm xúc chân thực của mình. Nhiều bài viết giàu cảm xúc, sau hình ảnh, ngôn ngữ biểu cảm và chứa đựng tâm tư của mình về thế giới chúng ta đang sống. Em cảm thấy rất là háo hức và kỳ vọng về bài làm của mình. Em đã dốc hết tâm sức vào nó. Em mong rằng những cuộc thi như thế này luôn được tiếp diễn vì nó nói lên những khát vọng của tuổi trẻ chúng em. Em hy vọng mình sẽ đặt một giải nào đó mang về danh dự cho trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai của em. Những cuộc thi như thế này đã giúp các bạn học sinh có cơ hội tham gia vào các hoạt động lành mạnh, thiết thực và là hình thức giáo dục rất hiệu quả đối với thiếu nhi. Qua cuộc thi, các em có thể sớm nhận thức về tương lai, tiếp cận và nhận thức vấn đề thời đại, bồi đắp nuôi dưỡng tình cảm của thế hệ trẻ với đất nước, thế giới.